13. Gia tộc Ackerman bị truy sát cả 100 năm trời, gần như là diệt tộc. Ngay cả Lệ Vi cũng không được mẹ đặt cho cái họ của mình là Lệ Vi Ackerman. Tên hắn đơn giản chỉ là Lệ Vi mà thôi. Ông chú Kenny ngỡ ngàng, rồi cũng nhận ra cái họ đó chính là Phong Sát. Ông ta cũng nói mình đơn giản chỉ là Kenny mà thôi. Sau cùng, trong một lần ám sát nhà vua đương thời là Uriris, ông ta lại bị nhà vua Hóa Tiên Tam bắt giữ. Nhà vua có tâm hồn bao la cao đẹp, ông ta không giết Kenny mà còn quỳ xuống xin lỗi về những tội lỗi đã gây ra cho dòng tộc Ackerman, từ đó tháo gỡ các lệnh truy sát dòng họ này, còn cho Kenny lãnh đạo một đội cảnh vệ đặc biệt của hoàng gia xem như bù đắp tội lỗi. Kenny từ đó xem Uriz như là vật chủ của mình, tôn trọng ông ta hết mực.